em khuyết tật ở Ba Lan, các em bị câm, bị điếc, bị thiếu năng trí tuệ, khuyết tật về hoạt động. Đấy. Nhiều loại khuyết tật lắm. Chị chào trai nhá. Thì rồi. Các bạn ơi, sơ gọi thưa mà cha gọi là cha thưa nữa. Các bạn ơi, yeah.
Rồi hôm nay thì cha với thầy Hai Sơ với các chú trong văn phòng cai thác của giáo phận Thanh Hóa đến đây để rồi trao quà Giáng sinh cho chúng con nhé. Tính đến đây thì mỗi bé sẽ được một túi quà của cai thác Thanh Hóa. Và hôm nay thì đến đây thì cha cũng có một ít tiền của các cá nhân của cai thác Thanh Hóa gửi tới cho mái ấm của chúng con, mái ấm mẹ Tê Sa Căn Cúc Ta, đó là nhà khuyết tật Ba Lan. Đấy, để rồi ta sẽ trao cái số tiền này cho Ma Sơ cũng như các sơ mà bao lâu đây. Để rồi các sơ sẽ giúp cho chúng con hàng ngày nhé. Quà, đây là quà Giáng sinh của Chúa, mừng sinh nhật của Chúa Giêsu nhé. Đây là quà các anh em của cao tác Thanh Hóa gửi tới cho chúng con là những trẻ em khuyết tật để chịu nhiều sự thiệt thòi trong cuộc sống. Cho nên là cái hy vọng rằng cái phần quà này sẽ một phần giúp chúng con là bơi đi những cái sự đắng cay tư cực trong cuộc sống. Và đây là một ít tiền của các anh em của cao tác Thanh Hóa. Bây giờ xin chào cho Ma Sơ về trên nhà khuyết tật Ba Lan. Thì bây giờ thì xin mời sơ có đôi lời. Con xin đại diện cho tất cả quý sơ và tất cả quý em trung tâm tình thương Đại Tây, trung tâm tình thương Đại Căn Phú Ta. Trong buổi đón sinh đến, con kính chúc rằng một buổi đón sinh phải đầy đủ ơn của chúng và tất cả quý sơ và các chú đã có một chương trình tham gia trong nghề đẹp. Các đồng cáo hương gia đã đến với mong và cho các em và các quà cho các em đã tạo được cho những cái niềm vui và công bộ cho các em ở trung tâm này. Tôi nhất con xin cảm ơn các em. Cảm ơn bà sơ và chúc cho bà sơ cũng như là cho tất cả các sơ thuộc dòng Phaolô là những người đang phụ trách cái tập đoàn của nhà khuyết tật Ba Lan ở đây có nhiều sức khỏe, nhiều lành của Chúa để mời quý sơ để tiếp tục để giúp đỡ cho những trẻ em khuyết tật thiệt thòi trong cuộc sống. Và thưa quý vị, máy ấm tình thương nhà khuyết tật Ba Lan hay còn gọi là nhà khuyết tật miền Tây Sa thành Căn Cúc Ta đó còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất, về cái điều kiện để có thể giúp cho các trẻ em khuyết tật ở tại nơi đây. Cho nên là rất cần sự chung tay góp sức của quý anh em xa gần chúng ta giúp cho máy ấm tình thương Căn Cúc Ta Ba Lan, người khuyết tật Ba Lan ở đây cho các quý sơ cũng như các em ở đây bằng lời cầu nguyện, bằng cái sự động viên khích lệ, bằng cái sự nâng đỡ về tinh thần và nhất là về vật chất để rồi cho quý sơ có điều kiện để tiếp tục nuôi dạy những cái trẻ em mà có hoàn cảnh khó khăn, thì nhiều thiệt thòi trong cuộc sống, đó là những trẻ em khuyết tật ở tại máy ấm tình thương này. Cho nên xin quý ân nhân thánh thương mở rộng vòng tay, mở rộng trái tim yêu thương để giúp đỡ cho máy ấm tình thương Ba Lan, Căn Cúc Ta, Tê Sa Căn Cúc Ta ở đây. Mọi sự đóng góp xin liên hệ với Cai Thác Thanh Hóa với tôi và số điện thoại 0975 369 436. Tôi xin rất là cảm ơn quý ân nhân đã từ trước tới giờ đồng hành giúp đỡ cho để xây dựng cũng như là giúp cho cái cơ sở máy ấm tình thương Tê Sa Căn Cúc Ta Ba Lan này được hoạt động và để giúp cho những trẻ em không may bị thiệt thòi trong cuộc sống. Xin Chúa chúc lành cho các bé cho tất cả quý vị. Và bây giờ thì em là cũng có quà hết nhé. Mời quà của con nhé. Mời quà của con nhé.
Các bạn ơi, thằng mở lên xin cha xin rồi đi chưa? Con xin cha xin rồi đi chưa? Con cảm ơn cha, con cảm ơn quý sư. Đúng là một phép lạ đấy chứ. Lúc nãy giờ vào đây nhận thấy các sơ mà chỉ cần mặc áo cho các con thôi cũng là thấy vất vả lắm rồi. Mà nãy giờ cũng con trường hồi yên cho họ. Thì đấy thưa quý vị, đấy là các bé khuyết tật. Cho nên là đôi khi mình cũng phải kiên trì một tí nhé. Các bé rất là dễ thương giống như thiên thần vậy đó. Rồi xin mọi người hãy cố gắng yêu thương để giúp đỡ các bé khuyết tật tại nhà tình thương. Rồi các bạn lên lớp nha, lên lớp nha, lên lớp nha, các thiên thần lên lớp nha. Rồi, rồi. Các thiên thần lên lớp học đấy. Rồi lên lớp học nha, lớp học nha. Lên lớp để các sơ dạy cho chúng con nha. Này, các bỏ cho em. Em đi. Rồi lên lớp học nha. Ô, hai bé liền. Rồi. Để hai bé liền. Hôm nay vui không? Vui không? Hai bé liền nha. Các bé lên lớp đi học nha. Đấy, các bạn đi. Đang lên đường để đi học nha. Lên lớp để đi học nha. Để các sơ dạy cho. Lên lớp để các sơ dạy học cho con nha. Rồi lên lớp đi học nha. Ôi ôi sao khóc rồi. Cháu bị tăng động đấy, cháu đã bị tăng động đấy.
Đấy. Đây chỉ có các sở vi tập cho các bé được thôi. Thì các bé là không có nhận thức như người bình thường nên là đi rồi, rất mất rồi. Thôi được rồi, rớt rồi, đi. Rớt rồi, đi. Rồi, tay con để đâu? Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Đây, đây là các bé khuyết tật đấy. Thôi xếp hàng đi lên đi nhá. Lên đi nhá. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh, để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.